Chào mừng các bạn trở lại với khóa học lập trình Zen Framework tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Bài học trước chúng ta đã cùng nhau nhận dữ liệu từ form là hiển thị ra đây ha. Bài học này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hiển thị ra các element mà không dùng các phương thức phổ đối form ra như thế này. Vậy thì tạm thời mình sẽ copy tất cả nội dung ở cái data này ha. Mình nêu một file mới và mình sẽ đặt là index 02. Ví dụ thì mình sẽ tạo ra một action index 02 để chúng ta render ra view này. Tạm thời thì mình sẽ set bắt ở đây. Tuy nhiên là mình sẽ không thực hiện form row, do đó thì mình sẽ xóa đi nội dung này. Ở đây mình sẽ thực hiện equal như sau. Trước tiên mình sẽ mở tag PHP. Rồi, đầu tiên chúng ta có là full name. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. $this. Ở đây mình sẽ trở tới form label. Tiếp theo thì mình truyền vào $full name. Bạn thấy thì giao diện của chúng ta thì đối với input full name chúng ta có một label và một input như thế này. Vậy thì phương thức form label ở đây sẽ render cho chúng ta full name. Ở đây input của bạn là input text, do đó thì ở đây bạn có thể sử dụng là equal form text chẳng hạn. Mình bắt nội dung ha. Mình sẽ dùng là form text. Như vậy là chúng ta render được là full name. Mình sẽ set up một controller để chúng ta chạy và render xem thử là full name của chúng ta có hiển thị không ha. Mình đi vào form element controller. Rồi, copy tương tự nội dung ở bên trên nào. Trước tiên thì mình sẽ đặt lại action này là index 02. Render ra template của mình. Thì mình đã set một template index 02. Do đó thì ở đây mình sẽ là index 02. Bây giờ mình sẽ thử chạy thử giao diện này. Đường dẫn của chúng ta là index 02. Mình nhấn enter nào. Thì bạn thấy rõ ràng là full name của chúng ta cũng hiển thị và input text của chúng ta cũng đã hiển thị. Rồi, ngoài cách sử dụng là form text ở đây thì các bạn còn có thể sử dụng một phương thức nữa để in ra input, đó là form element. Mình sẽ thay vào đây là form element ha. Rồi, tạm thời mình sẽ comment lại đối với form text. Mình thử refresh nào. Thì bạn thấy là giao diện của chúng ta vẫn hiển thị có đầy đủ là input, label và cả là nhập họ tên. Nếu mà mình comment nội dung này lại, lúc bây giờ mình refresh thì bạn thấy chúng ta chỉ còn là full name mà không còn input nữa. Vậy thì bạn có thể sử dụng một trong hai phương thức này để chúng ta render ra input. Tiếp theo là hidden input. Đối với hidden input thì bạn muốn hiển thị bạn cũng có thể thực hiện như sau. Mình equal $this trở tới ở đây là form hidden. Rồi truyền vào đây đó chính là $biến hidden mà mình đã tạo ra. Mình sẽ thử refresh nào. Ở đây là nhập họ tên, hidden thì bạn dùng kiểm tra nguồn trang. Ở đây bạn thấy là chúng ta có input full name và input hidden của chúng ta đã hiện ra ở đây. Name là hidden input, type là hidden và value cũng đã hiển thị. Rồi tiếp theo thì bạn có là form A. Vậy thì chúng ta có thể sử dụng ở đây là form number. Vì các element này ở đây các bạn đã set up là number, do đó thì các bạn có thể sử dụng là form number. Vậy thì ở đây mình sẽ equal $this trở tới form number. Truyền vào đây đúng đó chính là biến tuổi. Rồi refresh nào. Chúng ta có một element là tuổi. Tuy nhiên thì chưa hiển thị ra label. Do đó thì các bạn cũng có thể sử dụng phương thức là label ở đây để chúng ta hiển thị ra tuổi ha. Mình dùng là $age. Refresh nào. Thì rõ ràng in label của chúng ta chọn tuổi đã hiển thị. Tương tự thì các bạn có thể sử dụng cho các trường hợp còn lại. Tiếp theo thì bạn thấy chúng ta có email và password. Vậy thì ở đây mình sẽ tạm thời copy ha. Rồi đối với email thì các bạn có thể set up ở đây là form email. Truyền vào biến của chúng ta ha, email nào. Tương tự thì ở đây có là email. Rồi chúng ta có form password, do đó thì ở đây mình sẽ dùng là form password. Và mình sẽ truyền vào đây đó chính là biến password mà chúng ta đã tạo. Refresh. Ở đây chúng ta nhận được một lỗi gì đó. Đó chính là form password. Password ở đây phải là chữ D ha. Refresh nào. Thì ở đây chúng ta có email và mật khẩu. Như vậy là mình đã hiển thị thông tin này thành công. Tương tự thì các bạn cũng có thể render cho các trường hợp còn lại. Ví dụ như button ở đây, mình có button submit. Thì thay vì các bạn hiển thị là form row button submit thì các bạn có thể sử dụng như sau. Mình cũng equal ha, $this và mình sẽ trở tới phương thức là form button. Rồi truyền vào đây đó chính là biến button reset chẳng hạn. Như vậy là mình sẽ thử refresh thế nào.
thì button reset của chúng ta đã hiển thị ở đây. Tiếp theo thì mình có là button submit, thì mình sẽ equal $this cho tới phương thức cũng là form button. Tuy nhiên đối với button submit ở đây thì các bạn sẽ không sử dụng là truyền trực tiếp button submit ha, mà ở đây mình sẽ render rồi truyền vào đây, đó chính là button submit của mình. Và ở đây các bạn sẽ gõ tách mà chúng ta sẽ hiển thị lên bên trên. Ví dụ như ở đây bạn tạo ra một form là login, vậy thì mình sẽ setup login chẳng hạn. Thử refresh nào. Thì form login của bạn nó đã hiển thị ở đây. Rõ ràng là bạn thấy đối với element button của mình đã setup là xem. Tuy nhiên ở đây mình truyền là login thì nó đã setup là login. Bạn có thể thử cho trường hợp button của mình là reset. Rồi, ở đây mình ghi là btn reset chẳng hạn. Và mình setup ở đây là clear. Thử refresh nào. Thì ở đây nếu mà bạn sử dụng phương thức là render và button reset ở đây clear thì nó sẽ xuất hiện tương tự như button clear. Đối với button login thì bạn không dùng là equal form button và truyền vào đây là submit ha. Mình sẽ thử đối với trường hợp ở đây. Rồi chúng ta truyền vào là button submit. Bây giờ mình sẽ thử refresh. Thì bạn thấy là khi chúng ta sử dụng thay là submit thì bạn dùng phương thức form button truyền vào submit thì Zen framework sẽ không thể hiểu được. Do đó thì button submit này mình không thể sử dụng. Thì như vậy bạn có thể test cho các trường hợp còn lại ở đây. Thì rõ ràng bạn thấy mình có sử dụng form label, form hidden, form number, form email, form password và form button. Ngoài những cách thực hiện như thế này thì các bạn cũng có thể thực hiện bằng cách là dùng form element. Vậy thì đối với form element thì nó sẽ khá dễ hơn cho chúng ta ở trường hợp là bạn có thể sử dụng cho hầu hết tất cả các input mà không cần biết type là hidden hay là number hoặc là email. Mình sẽ setup ở đây ha, comment tất cả nội dung ở trên. Ở đây mình cũng dùng là equal form label và form element, do đó thì mình sẽ copy. Và mình sẽ bắt nội dung ở đây. Form label, chúng ta sẽ không dùng form tag mà chúng ta sẽ dùng là form element. Mình thử refresh thì chúng ta có là nội dung tương tự. Mình sẽ copy form label và form element này cho tất cả các input của chúng ta, bao gồm là hidden, bao gồm là email, rồi password, rồi thứ hai là mình có file chẳng hạn, rồi a. Vậy thì form element ở đây chúng ta truyền biến tiếp theo chính là a. Đối với hidden thì các bạn có thể dùng là form hidden hoặc là form row, lý do là nội dung này ẩn bên dưới thì chúng ta có thể không cần quan tâm nó nhiều lắm. Rồi, mình sẽ sử dụng form hidden cho trường hợp ở đây, đó chính là form hidden. Hoặc là bạn cũng có thể dùng form round ha. Tiếp theo thì chúng ta có là A. Và ở đây cũng là A. Tiếp theo chúng ta có là email. Thì mình sẽ setup email ở đây. Rồi cả là password ha. Tương tự thì chúng ta có form element của password. Rồi ngoài ra chúng ta có là file captcha. File. Rồi form element ở đây là file. Và chúng ta có captcha, do đó thì mình sẽ copy nội dung tương tự như ở đây là captcha. Refresh nào. Thì chúng ta đã hiển thị ra tất cả các element mà chúng ta đã setup. Rồi button ở đây thì mình nên là tạo một br ha, equal một cái br để cho button này xuống hàng. Thì cách nào. Như vậy thì bạn thấy là mình đã setup thành công các element của chúng ta. Không sử dụng là form row như các trường hợp ở bài học trước, thì bạn có thể dùng là form element, form hidden hoặc là form label, form number như thế này để chúng ta setup cho element của mình. Bài học sau chúng ta sẽ tiến hành là validate data trên form ha. Ví dụ ở đây mình yêu cầu người dùng đã nhập họ tên nhưng mà người dùng không nhập thì chúng ta sẽ validate như thế nào. Rồi yêu cầu kiểu dữ liệu phải là email và mật khẩu thì yêu cầu ít nhất 6 ký tự và nhiều nhất không quá 20 ký tự chẳng hạn. Và chắc xem cho người dùng có nhập đúng captcha này hay không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.